Minh được tử vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, Minh được tử vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ năm ngày 15 tháng 6 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày 28 tháng 4 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Giáp Thìn, tháng Đinh Tỵ, năm Quý Mão, và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo. Các giờ Hoàng Đạo trong ngày gồm có giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Cầu Trận, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành niên mệnh Phú Đăng Hỏa ngày Giáp Thìn tức can khắc chi, nghĩa là mộc khắc với thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Phú Đăng Hỏa kỵ tuổi Mậu Tuất canh Tuất ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi Nhâm Thân Giáp Ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Thìn lục hợp với Dậu, tam hợp với Tý và Thân thành Thủy cục, dùng với Tuất hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Nhâm Tuất, canh Thìn, tuổi xung trong tháng tuổi Kỷ Hợi, Quý Sửu, Quý Tỵ và Quý Mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Quan tốt mọi việc, sao Nguyệt Không tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao Phúc Sinh tốt mọi việc, sao Cát Khánh tốt mọi việc, sao Đại Hồng Sa tốt mọi việc, và ngày hôm nay là ngày trực tinh Đại Cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu trừ sao Kim Thần Thất Sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Hoang Vu xấu mọi việc, sao Nguyệt Hư hay còn gọi là sao Nguyệt Sát xấu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng, sao Tứ Thời cô quả kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông bắc, tài thần hướng đông nam. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ năm ngày 15 tháng 6 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất. Tử vi thứ 5 ngày 15 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tý. Tiếp nối tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, được cục diện ngũ hành tam hợp, thân Tý Thìn trợ mệnh, vận trình hôm nay của người tuổi Tý nhờ vậy cũng sáng sủa và thuận lợi hơn rất nhiều. Bạn hăng hái trong công việc và nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi người xung quanh. Ngày này, bản mệnh rất quyết đoán, nên nghĩ gì là lập tức bắt tay vào làm ngay, nhưng cũng chính vì vậy mà những quyết định của bạn thường khá hấp tấp. Đừng quên tham khảo ý kiến của người xung quanh để có cái nhìn tổng quát nhất nhé. Tuy nhiên, kiếp tài cảnh báo về nguy cơ mất tiền mất của trong thứ năm này của những chú chuột. Bản mệnh nên thận trọng trong những quyết định đầu tư, kinh doanh. Cơ hội không thể bỏ lỡ nhưng đừng khiến mình trở nên mù quáng. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, vận trình sáng sủa và thuận lợi hơn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, hăng hái làm việc và nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, có sự quyết đoán nhưng dễ hành động hấp tấp. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, nên tham khảo ý kiến của mọi người. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, có nguy cơ mất tiền, tránh đầu tư mù quáng. Sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn, số 17, số 69, số 05. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, xanh dương. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an,
gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 15 tháng 6 năm 2023 của tuổi Sửu. Bước sang ngày mới, xem tử vi cho thấy chính quan xuất hiện trong vận trình giúp cho người tuổi Sửu có tinh thần trách nhiệm cao hơn trong công việc. Một khi đã được phân công nhiệm vụ gì là không bao giờ có thái độ đùn đẩy, trốn tránh. Tuy nhiên, cục diện Thìn Sửu tương phá là nguyên nhân khiến tài lộc của người tuổi Sửu có nguy cơ thất thoát nghiêm trọng. Bản mệnh không nên chi tiêu quá hào phóng vào những việc không thực sự cần thiết. Thổ khí vượng cho thấy sức khỏe của con giáp này không được tốt. Để đảm bảo sức khỏe, bạn không nên suốt ngày chỉ cắm mặt vào máy tính và công việc, đôi khi nghỉ ngơi một lúc đến khi quay lại làm việc mới thực sự hiệu quả. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, tài lộc có nguy cơ thất thoát nghiêm trọng. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, nên chi tiêu có kế hoạch, tránh tiêu xài quá tay. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, sức khỏe bất ổn, có dấu hiệu lao lực. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, nghỉ ngơi, thư giãn hợp lý thì làm việc mới có hiệu quả. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 37, số 52, số 69. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cà phê. Quý nhân phù trợ, Tỵ, Dậu, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 15 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dần. Ngày mới, nhờ thực thần xuất hiện trong tử vi thứ 5 của người tuổi Dần, báo hiệu tin vui tiền bạc cho con giáp này. Hôm nay là ngày thu được thành quả sau quãng thời gian cố gắng rất dài vừa qua của bạn. Đặc biệt, những người làm nghề tự do có thể phát tài một cách nhanh chóng. Những quyết định đúng đắn từ trước đó đã giúp bạn nhận được kết quả hiện tại. Bản mệnh hoàn toàn xứng đáng với những gì mình nhận được trong ngày hôm nay. Trái ngược với may mắn về tài lộc, chuyện tình cảm của những chú hổ gặp không ít trục trặc. Mộc khắc thổ, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia không quá yên bình trong ngày hôm nay. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bạn cần bình tĩnh nghe nửa kia giải thích chứ không nên chỉ nghe theo lời bàn ra tán vào một chiều như vậy. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, đón tin vui về tiền bạc, thu được thành quả sau thời gian nỗ lực. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, người làm nghề tự do phát tài nhanh chóng. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, thu được kết quả khả quan nhờ tính toán đúng đắn. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, tình cảm đôi lứa trục trặc, dễ xảy ra cãi cọ. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, nên cho đối phương cơ hội giải thích. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 12, số 66, số 73. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh lá cây. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Tuất, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 15 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mão. Ngày mới, phải đối diện với cục diện ngũ hành Thìn Mão tương hại, người tuổi Mão dễ đánh mất bình tĩnh trong hôm nay. Bạn to tiếng với mọi người dù nguyên nhân chẳng có gì to tát. Điều này khiến mọi người cảm thấy không dễ chịu khi làm việc chung với bạn. Lại thêm sự xuất hiện của thương quan cho thấy con giáp này đang phải trải qua giai đoạn khá khó khăn cho những quyết định. Nên nhớ rằng, có tham vọng là tốt, nhưng bất chấp tất cả để theo đuổi tham vọng không hẳn là điều tích cực đối với bạn trong thời điểm này. Ngũ hành xung khắc khiến tình duyên của bạn khá lận đận. Người đến rồi lại đi khiến bạn liên tục cảm thấy cô đơn và hụt hẫng. Thiết nghĩ, bạn nên dứt khoát hơn trong chuyện tình cảm và tập trung vào con đường sự nghiệp của mình ở hiện tại thì hơn. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy, thiếu bình tĩnh, dễ to tiếng với mọi người. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, tự khiến quá trình hợp tác làm việc chung xảy ra bế tắc. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, gặp khó khăn khi phải đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc,
không nên bất chấp tất cả để theo đuổi tham vọng. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, tình duyên lận đận nên tập trung lo cho sự nghiệp. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 03, số 99, số 10. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, xanh da trời, xanh rêu. Quý nhân phù trợ, Dần, Thìn, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 15 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thìn. Xem tử vi phương Đông cho thấy, bước sang ngày thứ 5 này, gặp cục diện Thìn tự hình, nhắc nhở người tuổi Thìn cần xem lại cách làm việc của mình. Dường như bạn đang có phần cứng nhắc và bảo thủ khi luôn muốn người khác làm theo ý của mình. Điều này khiến cho bạn khó có thể hợp tác thuận lợi với mọi người. Khi làm việc chung, chúng ta cần đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu, đồng thời cố gắng điều chỉnh để hài hòa mối quan hệ giữa đồng nghiệp, đối tác với nhau. Nếu không thể dung hòa tốt mối quan hệ thì rất có thể con đường thăng tiến của bạn sau này sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhất là trong ngày có họa tiểu nhân do thiên quan gây ra như hôm nay, những chú rồng càng cần hành động cẩn trọng và chú ý từng lời ăn tiếng nói để tránh những chuyện thị phi từ trên trời rơi xuống. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, cần chấn chỉnh thái độ làm việc cứng nhắc và bảo thủ. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, gặp khó khăn khi hợp tác làm việc với đồng nghiệp. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, nên đặt lợi ích chung của tập thể lên hàng đầu. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, con đường thăng tiến có thể gặp khó khăn nếu không dung hòa các mối quan hệ. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, đề phòng họa tiểu nhân, cẩn trọng từng lời nói và hành động. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 21, số 60, số 11. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, xám. Quý nhân phù trợ, Tý, Thân, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 15 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tỵ. Thiên tài xuất hiện trong vận trình ngày mới của người tuổi Tỵ, giúp cho người tuổi Tỵ có cơ hội phát tài trong ngày hôm nay, đặc biệt là với những ai làm việc tự do. Nếu đã chăm chỉ làm thêm trong suốt thời gian qua, bản mệnh chắc chắn nhận được một phần thưởng xứng đáng. Có thể đây sẽ là lúc bạn nên tự thưởng cho mình bằng vài món quà có giá trị hay chuyến du lịch ngắn ngày để khích lệ bản thân cố gắng nhiều hơn nữa. Đừng quá khắt khe với chính mình bạn nhé, bạn xứng đáng nhận được những món quà đó. Hỏa sinh thổ, những mối quan hệ xung quanh từ bạn bè, đồng nghiệp, người thân con giáp này đều rất tốt đẹp. Nhưng đừng vì mải chăm lo con cái mà quên dành thời gian cho người bạn đời của bạn. Hãy hâm nóng tình cảm kịp thời để luôn giữ được ngọn lửa tình yêu rực cháy nhé. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, có cơ hội phát tài, nhất là với người làm việc tự do. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, nhận được phần thưởng xứng đáng nhờ sự chăm chỉ. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, có thể tự thưởng cho bản thân món quà để khích lệ chính mình. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, các mối quan hệ đều tốt đẹp, hài hòa. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, đừng quên hâm nóng tình cảm. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 12, số 66, số 04. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Mùi, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 15 tháng 6 năm 2023 của tuổi Ngọ. Chính tài trợ mệnh, người tuổi Ngọ nhờ vậy mà đón những tin vui về tiền bạc. Hôm nay, tài lộc dồi dào,
tiền bạc, may mắn và các kế hoạch của bạn sẽ dần thu được kết quả khả quan. Bạn hãy mạnh dạn thực hiện các mục tiêu ấp ủ từ lâu của mình. Trong ngày hỏa sinh thổ thì đường tình duyên của bản mệnh cũng vô cùng may mắn. Đào hoa nở rộ, con giáp này cần phải mở lòng mình, tình duyên đến thì chớ nên từ chối, đó là hạnh phúc không phải ai cũng có được. Các cặp đôi có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Không cần phải nói gì nhiều, đôi bên nhận thấy sự hòa hợp ngay cả trong im lặng. Tình yêu không đòi hỏi gì nhiều, chỉ là có thể ở bên nhau cũng đủ rồi. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, tài lộc hanh thông, tiền đổ về túi. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, các kế hoạch tài chính, đầu tư thu được kết quả quả quan. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, nên mạnh dạn thực hiện mục tiêu ấp ủ từ lâu. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, tình duyên suôn sẻ, đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, các cặp đôi có thời gian hạnh phúc bên nhau. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 72, số 88, số 20. Giờ tốt, từ 3 giờ đến 5 giờ. Màu sắc cát tường, tím, hồng. Quý nhân phù trợ, Dần, Mùi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 15 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mùi. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, dưới tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi gây trở ngại, người tuổi Mùi rất dễ gây mất lòng người khác. Bản mệnh quá tự tin vào khả năng nhìn xa trông rộng của bản thân nên khăng khăng làm mọi việc theo ý mình, chẳng biết tôn trọng ý kiến góp ý của mọi người xung quanh mình. Chính quan độ mệnh vốn mang tới cho bản mệnh những sự thuận lợi nhất định trên đường công danh sự nghiệp. Song bản mệnh không biết tận dụng thời cơ nên tự gây khó khăn cho bản thân, khiến bạn phải mất nhiều công sức hơn để đạt được điều mình muốn. Thổ khí vượng báo hiệu có những dấu hiệu không tốt về sức khỏe. Thay vì cố sức làm việc không ngừng nghỉ thì bạn nên nghỉ ngơi, tránh làm việc quá nhiều gây ảnh hưởng không tốt tới thể lực của mình. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, dễ gây mất lòng người khác vì quá tự cao tự đại. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, cần tôn trọng ý kiến góp ý của người khác. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, có cơ hội phát triển nhưng không biết tận dụng thời cơ. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, mất nhiều công sức hơn để đạt được mục tiêu. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, tránh làm việc quá sức gây ảnh hưởng xấu tới cơ thể. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 30, số 11, số 91. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cà phê. Quý nhân phù trợ, Mão, Tỵ, Ngọ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 15 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thân. Trong ngày gặp cục diện ngũ hành tam hợp, Thân Tý Thìn như hôm này giúp cho chuyện tình cảm của người tuổi Thân nhờ vậy gặp nhiều may mắn hơn. Đôi lứa khăng khít, người độc thân được đào hoa dẫn lối, cho bạn cơ hội được gặp gỡ nhiều người khác phái và lựa chọn người thực sự phù hợp với mình. Hôm nay, Thiên Ấn đang ở bên và hỗ trợ bản mệnh trong công việc của mình. Dù nhiều vấn đề đồng loạt nảy sinh ngoài dự kiến nhưng bản mệnh vẫn giữ được sự bình tĩnh và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Hãy cố gắng thể hiện năng lực của bản thân ngay khi đang có cơ hội. Đừng ngại ngần nếu bạn tỏa sáng giữa đám đông, bởi thành công là do mình tự tay giành lấy. Không phải ai cũng may mắn có được thành công như bạn. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, tình cảm suôn sẻ, đôi lứa khăng khít. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, người độc thân được đào hoa dẫn lối, nhiều cơ hội gặp gỡ người khác phái. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, công việc được hỗ trợ đắc lực. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, giải quyết được các vấn đề bất ngờ nhờ sự bình tĩnh. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, cố gắng thể hiện năng lực ngay khi có cơ hội. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm,
đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 07, số 66, số 85. Giờ tốt: từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: bạch kim, vàng. Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 15 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dậu. Vận trình ngày mới, nhờ có cục diện ngũ hành Dậu Thìn nhị hợp trợ mệnh, người tuổi Dậu đón nhận những tia hy vọng mới cho việc hợp tác làm ăn. Quý nhân chỉ lối dẫn đường, giúp cho con giáp này gặp đúng được người cần gặp, nói đúng được việc cần nói. Khi đã có người cùng chung chí hướng thì có lẽ mọi gánh nặng cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Bản mệnh cảm thấy những thành công bước đầu chính là dấu hiệu cho thấy bản thân đang đi đúng hướng và càng thêm tự tin hơn vào tương lai. Khả năng thăng tiến trong ngày của bản mệnh cũng khá cao. Tuổi Dậu hãy tập trung vào thứ mình giỏi nhất để chứng minh năng lực của bản thân với cấp trên, giành lấy cơ hội hiếm có cho sự nghiệp thăng hoa. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, việc hợp tác làm ăn suôn sẻ, thu được kết quả khả quan. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, quý nhân dẫn đường chỉ lối, làm được việc muốn làm. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, gánh nặng được chút bỏ khi tìm được người chung chí hướng. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, thành công bước đầu chứng tỏ đang đi đúng hướng. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, có khả năng thăng tiến nếu chứng minh được năng lực với cấp trên. Sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn: số 36, số 88, số 25. Giờ tốt: từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: bạch kim, xám. Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 15 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tuất. Xem tử vi phương Đông cho thấy, ngày gặp cục diện Thìn Tuất tương xung, người tuổi Tuất dễ cảm thấy căng thẳng và nóng nảy khi làm việc. Bản mệnh có nhiều suy nghĩ tiêu cực nên có những hành động thiếu kiểm soát, gây rắc rối cho chính bản thân mình. Thiên quan gây họa tiểu nhân khiến người tuổi này gặp những khó khăn nhất định. Vì thế, bạn cần tránh thái độ làm việc chảnh mảng, bỏ giờ nửa chừng. Bản mệnh thiếu thận trọng nên dễ để cho kẻ xấu có cơ hội hãm hại mình lúc nào chẳng hay. Trong ngày thổ khí vượng như hôm nay, vấn đề sức khỏe là điều mà bản mệnh không thể chủ quan. Thường xuyên làm việc quá sức lại không ăn uống điều độ và nghỉ ngơi hợp lý, những dấu hiệu lao lực chính là lời kháng nghị của cơ thể nhưng bạn lại luôn lựa chọn bỏ qua. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, tránh căng thẳng, nóng nảy khi làm việc. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, suy nghĩ tiêu cực dẫn đến hành động thiếu kiểm soát. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, tránh thái độ làm việc chảnh mảng, bỏ giờ nửa chừng. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, có thể bị kẻ xấu lợi dụng nếu tiếp tục chủ quan. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, cần xây dựng chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học. Sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn: số 77, số 06, số 11. Giờ tốt: từ 3 giờ đến 5 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, nâu. Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 15 tháng 6 năm 2023 của tuổi Hợi. Tỷ Kiên xuất hiện, trợ lực cho vận trình của người tuổi Hợi, giúp người tuổi Hợi có thêm sự quyết đoán, dứt khoát, không để cho mình phải hối hận vì đã để lỡ cơ hội hiếm có mỗi khi đứng trước các quyết định quan trọng trong công việc hôm nay. Bạn có chính kiến của riêng mình, biết điều mình muốn là gì và không ngừng cố gắng để giành được mục tiêu đã định. Điều này sẽ giúp cho bạn đạt được nhiều bước thăng tiến trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc gây ra những tác động đến mối quan hệ giữa bạn và người ấy. Một người nồng nhiệt thì trong khi người kia lại thờ ơ lạnh nhạt.
Tình cảm cần có sự vun vén từ cả hai phía thì mới bền vững, bạn cũng chẳng biết làm sao với tình hình này. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, có thêm quyết đoán, dứt khoát khi làm việc. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, không bỏ lỡ cơ hội quý giá để sau này phải hối tiếc. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, có chính kiến và hiểu rõ mục tiêu của mình. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, có thể đạt được những bước thăng tiến thuận lợi trong sự nghiệp. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, tình cảm lạnh nhạt, rạn nứt do thiếu sự vun vén từ cả hai phía. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 87, số 12, số 69. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ, Dần, Mão, Mùi. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.